Phim kẹo bông gòn tập 19. Bây giờ thì mình sẽ đổi sang nick ảo rồi mình sẽ hết vó. Bảo đảm là dùng cách này sẽ không ai nhận ra đâu. Trời ơi, sao mà mình thông minh quá vậy trời. Xong rồi, nhấn enter thôi. Hả? Có chuyện gì vậy? Tại sao lượt watch của hàng 2 lại tăng chóng mặt như vậy? Nhất định là có gì đó bất ổn rồi. À, thì ra là hot vote à. Ờ, nhưng mà đây là kẹo mà, tại sao cô ấy lại hot vote? Không được rồi, bây giờ thì mình phải gọi điện cho ship mới được. Alo, ship à, em thấy là có một nhân vật bỗng nhiên lượt vote tăng bất thường, thì ra là hot vote đấy ship. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây, loại cô ta sao? Dạ, em sẽ kiểm tra lại ạ. Sao, có chuyện gì? Hot vote sao? Là ai mà có cả gan như thế chứ? Có khi nào là sơ suất không? Mau kiểm tra lại rồi mới thông báo cho mọi người. Trời ơi, trời lạnh mà ăn kem của chị là hết sảy 037 luôn á chị. Tất nhiên rồi em, kem là best seller của mùa này mà. À mà, hình như là em thích cô kẹo gì đó đúng không? Em có nghe tin gì chưa? Dạ đúng rồi, mà tin gì á chị? Hay là chị kẹo sắp đóng một phim mới? Không phải đâu em, hồi nãy chị mới lướt web, chị thấy là hình như là cô diễn viên nó chơi bẩn, dám hack vote cho nên là sắp bị loại ra bảng xếp hạng rồi. Trời ơi, chị đùa em à, làm gì có chuyện đó. Em không tin thì lên mạng xem đi, bây giờ đang rần rần ở trên đó rồi kìa. Tại sao lại có chuyện này xảy ra được? Em tin chắc là chị kẹo không làm như thế đâu. Vì chị kẹo có thể thắng bằng thực lực của mình mà. Sao mà biết được, hôm trước cô ta bảo hạng 2 mà, đùng một phát lên hạng 1 rồi lượt vote cao ngất ngưỡng luôn, thì ai mà chả nghi ngờ. Chắc là cô ta sợ thua Cindy của chị, cho nên là mới chơi bẩn như vậy. Làm gì có chuyện đó, chị bớt suy bụng tay ra bụng người đi, chắc chắn là chị kẹo bị hại. Ơ, con bé này. Mày làm tốt lắm, truyền thông bây giờ đã nháo nhào đưa tin lên hết rồi. Và bây giờ ai cũng về phe của tao. Dạ, tất nhiên rồi, cách này chỉ có một mình em nghĩ ra thôi đó. Nhưng mà mày cũng đừng vội đắc ý, ngày mai mới là ngày công bố kết quả, lỡ hôm nay chúng ta bị phát hiện ra rồi sao? Chị cứ yên tâm, em dùng tài khoản giả mạo cho nên là sẽ không ai nhận ra, mà nếu mà có nhận ra thì cũng sẽ không biết chúng ta là ai đâu. Làm tốt lắm, vốn dĩ tao đã muốn để yên nên là rút lui những cái giả lại cho nó, nhưng mà nó cứ vênh mặt với tao, dám láo hả? Tao cáo với mày, bảo đảm ngày mai nó cũng sẽ quét cái mặt nó đến năn nỉ tao thôi. Dạ, chị nói chí phải, với một người xem thường người khác, không coi ai ra gì, cho nên là mình phải lấy cái giải đó cho bằng được. Sao Đào, mày bất ngờ với món quà này của tao không? Mày không ngờ cuối cùng tao là người chiến thắng chứ gì? Đấu với ai, chứ đấu với Cindy này thì mày thua rồi. La 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 la, cây ơi mau lớn nha, chị nuôi em cực khổ lắm đấy. Cũng may là mấy ngày nay trời không mưa, không thôi là lạnh xỉu luôn. Chị kẹo ơi, có chuyện không xong rồi. Ủa, sao hôm nay em đến sớm vậy Mimi? Với lại có chuyện gì mà em hớt ha hớt hải thế? Trời ơi, sao chị bình tĩnh thế? Chị đã đọc tin tức ở trên mạng chưa? Hả? Tin gì cơ? Sáng sớm thức dậy là chị đi tưới cây chứ chị chưa có lướt web. Chị báo lên đọc liền đi chị, mọi người đã chửi chị kìa. Cái gì đây? Nữ diễn viên kẹo chơi bẩn đồng nghiệp, hết vót, nghi ngờ gian lận, cạnh tranh không lại Cindy. Hả? Cô ta sợ thua cho nên là chơi bẩn hả? Chị kẹo ơi, em không ngờ là chị là con người như vậy, từ hôm nay em sẽ không làm fan của chị nữa đâu. Chị ơi, mấy bình luận tiêu cực như vậy chị đừng đọc nữa. Rốt cuộc là ai làm chuyện này chứ? Đúng rồi đó chị, đúng là đồ dơ bẩn mà, sợ thua chúng ta cho nên là chơi bẩn. Em chắc chắn không thể là fan của chị làm chuyện này được, rõ ràng là có người muốn nằm sau lưng chị mà. Thôi khỏi, chị biết là ai rồi. Chẳng lẽ chị cũng đang nghi ngờ giống em? Hiện tại thì chưa kết luận được, chị có việc phải đi. Chị đi cẩn thận nha. Kẹo à, cậu không biết khi mà tôi thấy cái tin đó tôi sôi máu như thế nào đâu. Thật sự là tôi muốn bóp nát hết những cái tin nhà báo đó. Có người hại cậu rồi, chứ nếu là fan của cậu thì chẳng ai hại idol của mình cả. Chẳng lẽ là cô ta sao? Hay là cô ta sợ thua cậu cho nên mới dùng cách đó? Nhưng mà cô ta đang hạng nhất mà. Đúng rồi, nhưng mà fan của tôi ở đông và rất là xuyên vót, cho nên lượt vót lên rất là nhanh. Chỉ còn cách xin đi 3.000 vót nữa thôi. Có thể là cô ấy sợ thua tôi cho nên là mới chơi cách này. Ừ đúng rồi, có khả năng là Cindy sở hữu cậu cho nên là mới chơi bẩn như thế. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Nếu trong hôm nay cậu không thanh minh và làm sáng tỏ thì sẽ bị loại ngay đó. Kẹo à, công sức của cậu cả năm nay sẽ đổ xong hết, tớ không chịu đâu. Tớ có việc muốn nhờ cậu nè Mina. Được rồi, cậu nói đi, tớ sẽ giúp cậu. Có phải là cậu quen một người tên là Kay, là hacker nổi tiếng không? À, cậu ấy là bạn hồi nhỏ của tớ, vì nhà của bọn tớ gần nhau. Nghe nói cậu ấy đã hack thành công an ninh của một công ty lớn đó. Hiện tại thì cậu ấy đã làm trong tổ chức FBI. Cái gì cậu ấy cũng làm được hết, giỏi lắm. Nhưng mà chẳng lẽ cậu muốn nhờ cậu ấy tìm ra người đã hại cậu sao? Đúng, đây là việc nhỏ mà. Với lại việc này đối với cậu ấy như trở bàn tay thôi. Cậu thông minh lắm. Kèo này chắc chắn là kẻ chơi bẩn cậu sẽ đi tông thôi. Bây giờ thời gian không còn nhiều đâu, để tớ gọi cho cậu ấy. Cách này của cô cũng khá lắm đấy Cindy à. Nhưng mà làm sao có thể qua mặt được tôi? Nếu bị phát hiện ra thì cô chuẩn bị đi tù đi.
Alo, tớ nghe này Mina. À, việc đó thì tớ có nghe. Đó có phải là bạn thân của cậu không? Thì ra là như vậy. Được rồi, tớ nhất định là sẽ giúp hai cậu mà. Cứ yên tâm, không cần báo đáp tới cái gì đâu. Có việc làm rồi. Bông Gòn, sao hôm nay anh lại gọi em vậy? Hiếm lắm em mới nhận được một sự chủ động từ anh đó. Cho nên là em vừa xong việc là em đến đây gặp anh liền luôn. Xin đi, là em làm đúng không? Hả? Anh đang nói cái gì vậy ạ? Anh nhắc lại một lần nữa, em chính là người hát vót của kẹo đúng không? Anh đang nói cái gì vậy Bông Gòn? Tại sao anh lại nghĩ là em làm chứ? Nếu không phải em thì là ai? Em luôn muốn cái giải đó mà. Em lúc nào cũng là người xấu sao? Cô ta cũng muốn, tất cả mọi người đều muốn. Đó chỉ riêng mình em. Có khi cô ta tự làm rồi ăn vạ để mọi người nghi ngờ em thì sao? Sao lúc nào anh cũng nghĩ em là người xấu hết vậy? Em đáng ghét đến như vậy à? Hây, vậy em nói xem, cậu nhóc đại gia kia đi theo em là ai? Cậu nhóc mà em luôn cho theo dõi anh và làm những điều xấu ấy, em nghĩ là anh không biết à? Em mau lên tiếng thừa nhận về hành vi của mình đi. Sau đó em hãy đi xin lỗi kẹo. Anh đang nói gì vậy hả? Em không hiểu. Cậu nhóc đại gia kia là ai? Với lại em có thời gian đâu mà cho người theo dõi anh. Còn chuyện mà anh bảo em đi xin lỗi kẹo thì anh mơ đi nhé. Em chả làm gì sai cả mà phải đi xin lỗi cô ta. Em không nhận đúng không? Lần này là em quá đáng lắm rồi đấy nhé. Xin đi ngay thôi, trước kia của anh đâu rồi hả? Tại sao bây giờ em lại mưu mô nhiều chuyện như thế? Anh thôi đi nha. Anh có tư cách gì mà nói em? Anh phản bội cô ta, xong rồi bây giờ anh ra tay nghĩa hiệp muốn bảo vệ cô ta à? Cô ta mà biết thì chắc là sẽ cười nhạo anh lắm đấy. Nhìn anh bây giờ có khác gì một con chó đang nhớ chủ cũ không? Nhưng mà vẫn phải cố gắng quẩy đuôi theo chủ mới vì miếng cơm anh áo. Đúng là nực cười mà. Cindy à, em có thể thốt ra được những lời như thế này sao? Em thật sự quá đáng lắm rồi. Anh không thể nói nổi em nữa. Em sẽ phải hối hận thôi. Hả, nghe ngứa tai dễ sợ. Ở bên mình mà cứ luôn mơ tưởng đến con khác, tưởng mình không biết sao? Tự mình phản bội sao rồi bây giờ tiếc nuối à? Bông Gòn à, đến con chó đó còn biết trung thành, còn anh còn thua cả con chó nữa. Để tôi xem sau này tôi sẽ hối hận hay là hai người sẽ hối hận. Nói thật là bây giờ tôi không cần ai hết. Có muốn thì đi luôn đi. Hai, chơi bẩn nhưng mà vẫn để lại dấu vết à? Cái này học sinh tiểu học nó còn mò ra được, chứng tỏ trình độ rất là nghiệp dư. Để xem nào, mình sẽ mò ra được trong 1 phút 30 giây. Những kẻ gian lận như thế này thì không xứng đáng được thành quả. Ồ, ra rồi nè, nhanh hơn mình tưởng. Ờ, đây không phải là... Mọi người mà biết chắc là sẽ sốc lắm đây. Không biết là hacker đã tìm ra được danh tính của người đó chưa ta? Và chỉ còn có 2 tập nữa thôi là hết phim rồi. Hư hư, buồn quá đi. Các bạn nhớ đón chờ những tập cuối cùng này nha. Chắc chắn là sẽ gây cấn lắm đó. Nếu các bạn thích video của mình thì các bạn hãy cho Mel một like và một lượt đăng ký để ủng hộ Mel nha. Đừng quên bật thông báo khi Mel ra video mới thì nó sẽ không có cho các bạn đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.